Hôm qua tại Búng Bình Thiên, Ủy ban nhân dân huyện An Phú tổ chức lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên năm 2023. Thả cá bảo tồn tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên là hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, được Ủy ban nhân dân huyện An Phú tổ chức hàng năm. Hoạt động thả cá năm nay, huyện An Phú nhận được sự ủng hộ của 47 tổ chức và 38 cá nhân đóng góp với tổng số tiền 234,5 triệu đồng. Qua đó, huyện đã quy động 1,5 tấn cá giống các loại, tương đương khoảng 400.000 cá thể thủy sản được thả xuống lòng hồ Búng Bình Thiên. Trong đó có các loại cá quý hiếm như 200 con cá hồ loại từ 5 kg một con, 1.700 con cá cốc, 2.500 cá heo đuôi đỏ, 100.000 tôm càng xanh. Bí thư huyện ủy An Phú, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện An Phú Ngô Công Thức cho biết, huyện duy trì hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản từ nhiều năm. Năm nay nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nên lượng cá tôm cũng thả ra thiên nhiên phong phú, đa dạng và chất lượng hơn. Để giữ gìn bảo vệ đàn cá đã thả, huyện yêu cầu 3 xã trong khu vực Búng Bình Thiên là Khánh Bình, Quốc Thái, Nhơn Hội tăng cường tuyên truyền người dân tích cực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không khai thác, đánh bắt trái phép.